cái gì rồi rồi ủa tôi dắt rồi nó quýnh tôi luôn hả trời. Góp mạch là cái gì? Mạch cũng là chữ mờ cũng là chữ mờ cũng là chữ mờ bỏ chữ a. Ôi em thua đi, thua tâm phục khẩu phục. Ủa đâu có thua không vậy được như vậy là tâm phục khẩu phục, đợi mình chiến thắng ở trò chơi này, xin chúc mừng. Anh thua. Ai đặt tên buồn buồn? Ai? Anh đó, anh kêu. Ai? Okay. Coi lại từ đầu, ai là người đặt buồn buồn? Coi lại. Em nhỏ nhất. Em đặt tên đi, anh tin là lần này em muốn xui đâu, lần này có anh mà. Đá hồng. Thì bên này là Dũng Bùng. Dũng Bùng. Gì trời. Em đó. Sao mấy anh không cản em? Trời ơi, em mà muốn cản được em hả? Ly Si anh giận đang thất thần. Ôi Ly Si, thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà là thất thần phải đối đầu với Lâm Vĩ Dạ. Đúng vậy. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình Bảy Nụ có gì dơ bẩn không? Không, ở đây chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ thôi. Em tin anh, bây giờ thì em mới tin anh là đúng chưa? Hồi nãy vô xuống cánh gà hỏi tôi, anh Gia hỏi gì? Sao có người phụ nữ như vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cặp đấu, mời thách đấu và chọn cặp. Anh nói gì vậy đó? Anh nói gì vậy đó? Dạ. Dạ. Anh vẫn còn chưa sẵn sàng. Rồi, một cặp. Cặp thứ hai. Em nhanh tiếng luật. Em với anh Vinh. Không được chọn hả? Không được chọn hả? Anh định tôi, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được chọn ai luôn á. Tôi giống như là đồ trong siêu thị đó, ai đi tới ngang muốn bóc muốn lấy thì lấy vậy trời. Anh là hàng hot đó cho nên là chưa kịp bán là đã sold out rồi, hết hàng chưa? Rồi. Hàng hot. Nếu xe nếu mà nghĩ theo một cái ý tích cực như vậy là đúng. Không, mình chỉ là món hàng thôi. Ha. Không có, hồi nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai thông minh nhất. Thì em mới nói là em thấy cái chán anh Luật là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người đồng đội gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Vĩ Dạ, Only C. Yeah. Em lấy số này cho anh. Quán tôi C. 3, 2, 1, khoan. Ra gì? Anh ra cái bao nha. Dạ. Anh ra cái bao kệ anh chứ. Tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 1, 2. Anh ra cái bao thiệt đó. Anh ra cái bao thiệt đó. Đó. Đây. Đó. Đây. Sao em không tin anh? Sao á? Nãy gì nói em á? Chút đánh ca của anh là cũng mệt mỏi. Chưa gì đeo kiếm. Quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Kể tên các loại trái cây có trên một hạt. Trên 5. Một hạt là nhiều hạt á anh. 4. Mãng cầu. Thanh long. 5. Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5. 4. Mít tô nữ. Mít tô nữ. Nói mít tô nữ là mít rồi. Đã mít rồi còn mít tô nữ. Mít là một mít thôi. 5. Một mít thôi. 4. 3. 2. Bon. Không, Lan Ngọc nhắc bon. Đâu? Lan Ngọc nhắc. Khoan, từ. Chưa. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập như vậy? Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cận Ngọc đúng không? Rồi. Hay quá người anh em. Mời lên. Em nói bình tĩnh. Hay quá. Mời lên. Ở đây cho mượn ghế cái. Rồi xuống dưới kia. Dòng này em thắng. Đúng vậy. An Giang làm đội này đương nhiên thắng rồi. Rồi thắng. Ba câu lận mới có câu à. Câu thứ hai, quả tôi xì. Ra gì? Em vào cái bao tiếp. 1, 2, 3. Đâu có ai
ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài. Rồi, bớt lại, bớt lại. Mình được quyền kể trước. Kể gì ạ? Kể tên các tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn trong tên. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài sao là tỉnh thành? Nội Bài sao là sân bay? Anh ơi, 4, 3, 2, 1. Hải Dương. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Thôi là chữ Hải Dương ngay lúc bàn số 2. Hết giờ. Sao mà cãi ngồi quá lại, ngồi lại, ngồi lại, ngồi lại, ngồi lại. Những thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Là gì? Em đang kéo. 1, 2, 3. Hôm nay thua hoài. Mà chị thua hoài vậy chị dạ? Chị trúng thành cái búa vậy hả? Tôi thích. Không phải, tại đây bây giờ bẻ bung ra không được rồi. Kể tên tỉnh thành có chữ Y ngắn. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài. Kể tên các con vật có chân mà không có lông. Con vật hả anh? Ừ. Có chân mà không có lông. 5 4. Con gà cúng. Đúng rồi. Nếu vậy em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con gì em nói không được. Đúng rồi. 5 4 3 2 1. Khoan. Em phải trả lời được thì em mới thắng được. 5. Con cá sấu anh. Đúng rồi. Khoan. Tôi mới nghe đồng đội nhắc. Con gì ạ? Con rái cá. Con rái cá. Chúng ta đã bị thỉnh kinh. Rồi, em ở đây xin nè. Lấy cái dù ra. Con gì? Con gì có chân mà không có. Hồi nãy trả lời con gì? Con rái cá. Rái cá. Rái cá. Đã thỉnh được chân kinh. Thắng rồi chứ đâu, đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Dạ. Bảo thần gì đó. Để tôi. Thôi để em đinh trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Tiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quá tôi gì? Cần thua. Anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3. Giỏi lắm anh Luật. 2, 3. Giỏi lắm anh Luật. Mời nó trước. Mời nó trước. Ủa, có dùng mời nó trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5 4. Chào ơi. 3 2 1. Trời ơi, thằng lăng. Trời ơi. Ủa, đặt bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn nghe lộn. Bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ T anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán tôi xin. Thì kết dắt nhỏ đi thỉnh kinh chi mà giờ. 1, 2, 3. Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng. Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. 5 4 3
2. Con báo. Báo. Con 5. 4. Bê bê bê. Bê. Con bê bê bê. Con bê bê bê. Con bé. Bé là con gì? Bé là con gì? Bé. Bé là con gì? Bé nhỏ. Bé gái anh. Đúng. Loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Con. Không. Không. Ơi không, ơi không, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Cái máy này nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả? Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiến Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng quán tôi xì. 1, 2, phá. Từ từ. 2, phá. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đế mà sao tiền bạn ra cái bao kia nãy giờ tôi lo, tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua bên tôi thắng bên kia đó. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Hoài. Cái gì? Rồi. Đã không biết trả lời mà thắng hoài. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. 5. Trời ơi. 4. Cái màn. Cái 5. 4. 3. Cái từ từ. Khoan. 2. Cái mền. Mền. 5. Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màn, hồi nãy là màn. Nãy là màn, giờ mụn. Mền, mụn màn. Cái mành. Cái mành. 5. Cái máng. Cái máng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng cái chuồng rồi chứ không phải cái nhà. Đây, nhà có máng xối. À đó phải nói rõ là máng xối. Cái 4 3. Cái mâm. Mâm rồi. Mâm rồi. 3 rồi, 3 rồi. 3. Cái đó cả. Cái đó đó. 1. Cái xong. Cái đó là cái này nè. Xong. Vô. Cái mổ. Vô vô. Vô cái muỗng đó là cái muỗng. Anh phải kể thêm một cái nên em mới phục. Cái muỗng gì nữa? Cái muỗng quần áo, múc canh chứ gì. Cái màn hình tivi, cái móc quần áo, cái móc rồi cái mỏ nữa. Rồi lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch bách. Em chưa chơi nhìn em về như con ăn mày thấy không? Đó rồi bây giờ mắt kiến vậy sao thấy đường từ xì. Thôi em không muốn mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Em không. Anh nhìn bỏ mắt, ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi, bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá, lấy được nó rồi, đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh không á. Quả tôi xì, 3, 2, 1. Thắng được đi trước. Đó, trời ơi, làm như mình thông minh vậy đó, rồi cũng là xin sầm ăn. Cho tôi góp ý cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý, bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi. Ban tổ chức ép tôi. Mới đồng luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. 5. 4. Na Uy. 3. Mông Cổ. Trung Quốc. 5. 4. 3. Quốc gia hả? 2. Thái Lan. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Là Việt Nam. Miếng điện đâu? Miếng điện đâu? Rồi, lượt đầu tiên Trương Thế Vinh thắng. Hay quá anh Vinh ơi. Lượt thứ hai. Đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài? Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý. Quá tôi xì. Ủa Na Uy là hai từ hả ta? Đúng rồi, mấy từ. 3, 2, 1.
Bạn sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên bốn chân. Năm. Cú nhện. Chó. Năm. Bốn. Bốn chân à? Ba. Con kiến. Năm. Con cua. Con còng. Con năm. Con còng là với lại bốn. Con ba. Con bò xít. Con gà. Đó, con rạm. Cái gì con rạm? Con tôm tích. Con tôm mũ ni. Con tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi, hai tôm. Năm. Con tôm tích. À, bốn. Con Sam. Đúng. Năm. Con cuốn chiếu. À, con sâu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Con bồ cạp. Con bồ cạp. Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa? Chưa. Năm. Bốn. Con bò cạp. Ba. Con sâu đớp. Con sâu đớp. Không con sâu rồi. Rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa? Thì cái gì nữa? Như vậy là Vinh. Anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào mà sao thắng được? Không, tại Vinh đi trước mà. Đi đâu trước. Phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn tôi. Con ong. Con ong. Thôi đi nghe chị dạ nhá. Con chuồn chuồn. Bơm bơm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì... Không. Tôi chơi cho em vui. Em đang okay. Chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi, quán tôi xì. 3, 2, 1. Thắng. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Ôi nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài. Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Em biết có mấy này, tỉnh hả? Này cái này, bà tổ chức sắp xếp. Anh sắp xếp. Vinh đừng mới đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi. Được. Anh Đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Đơ. Thôi bạn ơi, thương em đó, đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu ấy, trọng anh cứ kể chọn câu. Kể tên các loại áo. Năm. Áo thun. Thun. Áo mưa. Áo xi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo xi lê, áo khỉ mấy thứ. Bậy hai cái anh. Áo vét. Áo tang. Trời ơi. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo bà ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng năm. Rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Khoác. Khoác rồi không? Chưa. Áo măng tô. Măng tô. Áo bơm bơm. Bơ là gì? Có bơ, cái có, này có. Nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng chứ đi ngoài. Bơm bơ với lại nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ đi rồi. Khoác. Ừ rồi. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi, đổi câu hỏi đi. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh Vinh coi nhiều nha. Lắm nha. Năm. Chết rồi. Bốn. Vậy hả? Ba. Elsa. Tom. Tom là gì? Tom. Jerry. Jerry. Mickey. Donald. Big Lick. Mini. Pooh. Khoan xí. Winnie. Cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Solomon. Solomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Vậy người ta là Solomon nè, là nhân vật không. Thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên thủy chung. Thủ sao kim nè, thủy thủ sao hỏa nè. Nè, thủy thủ sao hỏa nè. Đỡ cậu khác. Kể tên các loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên các loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Chóc. Năm. Nhãn. Dừa.
5 4 3 1 vô. Cam nè, cam nè, quýt nè, nho. Tự chọn. Áo này màu gì? Áo này màu gì? Đỏ. Cam là cùng hỏi với ai nè. Rồi gì nữa nè? Bưởi. Như vậy là sau lượt chơi này, Chu Thế Vinh chưa bị, vẫn còn trong. Vậy em chơi tiếp. Chơi đến khi anh bị vậy thôi. Thôi chờ chọn hỏi. Kể tên các loại động vật ăn thịt sống. Đó, mà lựa mấy câu khó khó không nè. Đã bình thường mình yếu rồi. Cái nào mà nó chuyên môn của mình về thời trang nè, về cuộc sống nè. Hồi nãy chọn mà cũng nói không được. Tôi nói cho em nghe, lúc trước em thắng tụi tôi mấy câu thông minh toàn là nhờ người ta thương, người ta nhắc em không. Em phải công nhận điều đó đi. Không có fan của em không làm gì được hết. Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Phải mà em thi với anh Luật là em thắng rồi. Hả? Thách anh có quyền thách đấu mà. Tự nhiên đội em thách đấu chứ. Dạ. Chừng nào anh vinh dơ thì thôi. Con này được không? Con này được không? Kể tên nè, có một phần nè. Sao anh thiên người? Rồi, ok. Nè nha, nhớ kỹ hai chữ ok nghe chưa? Kể tên các bộ phận trên cơ thể con người mà chỉ có một từ. Chân. Mắt. Tay. Mũi. Tay. Miệng. Ngực. Cái gì? Ngực. Ngực. Tóc. Răng. Lưỡi. Ốc. Trời ơi. Môi. Môi. Mày. Mày. Nách. Nách. Mông. Chân. Bông. 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 Giò. Giò. Giò với chân khác nhau. Khác tên là được. Khoan từ từ nha. 5 4 3 2 Lưng. Lưng. Cổ. Cổ. Xương. Da. Ruột. Ruột. Rốn. Rốn. Lòng. Lòng. Nhớ tới nội tạng rồi. Ngươi. 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 Phổi. Phổi. Gáy. Gáy. Tim. Tim. Gan. Gan. Vai. Vai. Xô. 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 Xô là gì? Cái đó là dùng để tập tạ thôi ông ơi. Ủa? Đi 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 khám bệnh à, bác sĩ khám thêm cái xô à. Xương. Xương. Nằm. Gối. Gối. Máu. Hả? Máu. Máu. Ờ cái gì rồi. Ủa. Rồi. Ủa. Ủa tôi nhắc rồi nó quýnh tôi luôn hả trời. Góp. Góp. Mạch. Mạch là cái gì? Mạch. À, mạch. Cũng mạch là chữ M. Cũng là chữ M. Cũng là chữ M. Bỏ chữ A. Ôi em thua đi. Thua. Thua. Tâm phục khẩu phục. Ủa. Không có chua không vậy được. Như vậy là tâm phục khẩu phục. Đợi mình chiến thắng ở trò chơi này. Xin chúc mừng. Anh thua. Ai đặt tên buồn buồn? Ai? Anh đó, anh kêu. Ai? Okay. Coi lại từ đầu. Ai là người đặt buồn buồn? Coi lại. Em nhỏ nhất. Em đặt tên đi. Anh tin là lần này em muốn xui đâu. Là okay. Có anh mà. Đá hồng. Thì bên này là Dũng Bông. Dũng Bông. Gì trời. Em đó. Sao mấy anh không cản em? Trời ơi, em mà muốn cản được em hả? Thôi được rồi, như vậy là cũng vui rồi. Bây giờ thưa quý vị là chúng tôi mời quý vị đến với quán cà phê rất ổn của gia đình để xem hôm nay chuyện gì không ổn xảy ra.